xin chào tất cả các bạn. Và chúng ta sẽ luyện tập lại về bảng chữ cái. Và chữ cái tiếp theo chúng ta luyện tập đó chính là chữ sò. Và ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài luyện tập nhé. Chữ sò thì gồm có một nét. Bắt đầu từ dòng kẻ đầu tiên, kéo lên đến ô ly thứ 3 sẽ xoắn một cái của thành nút thắt và vòng xuống. Chúng ta sẽ cùng luyện tập thêm một dòng chữ sò nữa nhé. Ok, mình đã vừa luyện tập lại cho các bạn về cách viết chữ sò. Và bây giờ chúng ta sẽ học thêm một từ mới. Trong từ đó có chứa chữ sò. Và đây thì mình có cụm từ sò biển. Trong cụm từ sò biển thì chữ sò được xuất hiện một lần ở trong từ sò. Nó đứng ở đằng trước chữ O. Và từ sò biển gồm có hai chữ cái nối với nhau, đó chính là chữ sò và chữ o, và có một dấu huyền ở bên trên chữ o. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cách viết. Đầu tiên mình viết được từ sò thì chúng ta sẽ bắt đầu viết từ chữ sò. Sau đó viết chữ o. Và cuối cùng là dấu huyền ở bên trên chữ O. Ok, hôm nay mình đang luyện tập lại cho các bạn về cách viết chữ sò và học thêm từ có chứa chữ sò, đó chính là từ sò biển. Đó, video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.